Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là tiểu sư phụ đến từ C4Mi Group nha Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn về cái cách để chúng ta có thể tham gia Cái dự án game nuôi mèo ở trên ứng dụng Telegram Đây là một dự án rất là tiềm năng và hứa hẹn sẽ erop khủng dành cho những người tham gia chơi Ở trên cái con game này Ở đây thì các bạn có thể xem qua cái bài viết ở trên Twitter các bạn nhé Và chính chủ dự án tôn có hơn 300.000 Follow ở trên Twitter thì đã à, giới thiệu về cái dự án này rồi Thế nên anh em yên tâm để có thể tham gia nhé mình sẽ cho các bạn xem về cái bài viết này này đây này cái bài viết chính thức giới thiệu về cái dự án nuôi mèo Catizen này này và cũng sẽ nhấn mạnh rằng sẽ có tổng là 35% tổng số token được Erop dành cho tất cả những người cộng đồng tham gia vào chơi game đó thì rất là tuyệt vời, thế nên là anh em cứ yên tâm mà cày con game này chắc chắn là các bạn sẽ nhận được op nhé. Tuy nhiên để có thể chơi được con game này thì các bạn cần phải treo máy và tập trung vào, thì các bạn mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất và sau này thì chúng ta mới đạt được cái số lượng error là nhiều nhất nhé. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cơ bản cho các bạn về cách chơi này. Cách chơi thì rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc là ghép những con mèo có cùng số level với nhau để tạo ra một con mèo có cái level cao hơn ví dụ mình ghép hai con mèo có level 4 thì nó sẽ được một con vẹn con mèo level 5 này và chúng ta sẽ ghép nối liên tục như vậy để tạo ra những con mèo có cái level cao hơn và những con mèo có level càng cao ấy, thì nó sẽ tạo ra được cái số lượng point của chúng ta sẽ càng nhiều và đây cũng sẽ chắc chắn là một trong những cái tiêu chí để các bạn có thể nhận được thưởng op nhé. Đấy thế nên là chúng ta vào và ghép này. Đấy các bạn để treo máy ở trên điện thoại hoặc là ở trên máy tính cũng được Để cho nó nhận được cái mèo và chúng ta sẽ ghép ra những con mèo có cái level cao hơn Đấy các bạn có thể thấy là chúng ta ghép này Đó Ví dụ hai con mèo level 5 mình sẽ ghép ra một con mèo level 6 hai con mèo level 6 ghép ra một con mèo level 7 hai con mèo level 7 thì mình ghép ra được một con mèo level 8 đó, và hai con mèo level 8 thì mình sẽ ghép ra một con mèo level 9 đó Mèo level 9 nó sẽ có tốc độ là kiếm được 1.153 point cho mỗi giây này các bạn nhấn con vơm nhá Đó thì anh em cứ thế mà ghép thôi Nó cũng đơn giản thôi Đó Thì chúng ta sẽ ghép lại thành những con mèo có cái level cao hơn Để chúng ta tăng được cái tốc độ khai thác của chúng ta lên Đó ok Thì đấy là cái cách cơ bản để chúng ta có thể chơi cái game nuôi mèo này Ngoài ra ở đây nó có những cái mục khá là cần thiết các bạn này ở cái mục quét ấy là các bạn có thể là làm cái nhiệm vụ hàng ngày để chúng ta nhận được điểm và mỗi một cái nhiệm vụ này sẽ có một cái số điểm tương ứng là số fish tức là số cá mà chúng ta kiếm được và cái cá này thì nó sẽ dùng cho cái việc là chúng ta có thể mua được những con mèo có cái level rất là cao đấy và 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 để có thể kiếm được nhiều poi hơn đúng không thì nó sẽ có những cái nhiệm vụ như là join vào game chat này join vào new channel này check in hàng ngày này login vào Catizen này. Đấy và hoạt động mỗi ngày này. Đấy thì mỗi một cái nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ có những cái điểm tương ứng. Ví dụ như là các bạn có tài khoản Telegram Premium thì các bạn sẽ nhận được 200 fit này, các bạn nhấn go. Đó, thì tài khoản của chúng ta đã được uh, cộng cộng cái số fit vào rồi, ok chưa ạ? Đó, ngoài ra thì ở cái phần bên này nữa này thì các bạn cũng có thể kiếm được nha Ví dụ các bạn check-in này, check-in ngày thứ nhất các bạn nhận được 100 feet check-in ngày thứ hai các bạn nhận được 50, check-in ngày thứ ba là 100, ngày đến ngày thứ bảy là 150, ngày thứ 14 là à 300. Đó, ngoài ra thì đây nữa này. Nó có cái phần uh, phần invite này. Phần invite thì các bạn giới thiệu được 10 bạn bè các bạn được cộng thêm 32 feet giới thiệu được 20 các bạn nhận được 50 fit thì chúng ta mà giới thiệu được bao nhiêu bạn bè thì các anh em vào ấn vào cái phần đấy để các bạn nhận thưởng nhá đó thì các bạn nhận được càng nhiều fit thì càng tốt đấy thì các bạn quay về cái nhiệm vụ mà chúng ta bắt đầu vẫn là nuôi này đây anh em cứ ghép nối thôi ra bao nhiêu mèo thì các bạn cứ ghép lên để cho nó có level cao hơn nhá các bạn có thể đầu tư tiền vào đầu tư tôn vào để mua được những con mèo cao hơn và tốc độ cao hơn Để các bạn có thể là tăng được cái tốc độ khai thác Tuy nhiên thì mình khuyến khích cho anh em là Chơi con này free thôi Hiện tại thì các bạn cứ chơi free thôi Chơi free đã Còn có gì update thì mình sẽ cố gắng làm video sớm cho các bạn nhá Ở đây nó có những cái mục nữa này Mục shop, mục boot, mục general Fit và invite Phần invite các bạn ấn vào đây này Thì các bạn sẽ thấy là có cái nút Invite a friend Thì các bạn giới thiệu được càng nhiều thì nó sẽ cộng thêm cho bạn cái điểm cái điểm fit này này. Đó, cái con fit này tức là con cá ấy. đấy. thì chúng ta kiếm nó càng nhiều thì càng tốt. Mỗi một lần giới thiệu các bạn sẽ nhận được 3 fit dành cho nick Telegram thường và 43 fit dành cho nick Telegram uh, premium. Đó, ok chưa ạ? Dạ. Đây này, ngoài ra thì các bạn có thể tăng cái tốc độ khai thác bằng cách ấn vào phần bút này này, các bạn ấn vào thì ở đây nó có hai cái mục đó là hai mục free thì nó sẽ tăng được là 30 phút và ở đây thì mình không nhớ rõ là bao nhiêu phút nữa. Đấy thì tóm gọn là nó sẽ tăng cái thời gian để chúng ta nhận được cái phần thưởng ấy. Đấy, ở đây nó có 30 30 min này, 30 phút này, cũng free này thì anh em có thể vào. Tuy nhiên cái này thì các bạn cần phải kết nối vào ví uh, tôn Wallet ấy để các bạn có thể là xác nhận. Đấy, còn không thì anh em có thể vào cái phần free ở bên này thì cũng cũng nó free. Còn cái phần 240 phút này này thì chúng ta sẽ tốn mất năm 50 con fit đó, 50 con cá để có thể là 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 tăng được cái tốc độ nhá, tăng được cái tốc độ ở trong game. Đấy anh em có thể là ghép cứ ghép thôi. Và các bạn lưu ý là các bạn cần phải treo nhá. Anh em có thể treo ở trên điện thoại hoặc là treo ở trên máy tính ấy, tùy các bạn. Đấy, thì chúng ta ghép ra những con mèo có cái cấp độ cao hơn. Để chúng ta tăng được cái tốc độ khai thác của chúng ta lên. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là ở đây thì cái điểm của chúng ta đang tăng lên này. Và tốc độ khai thác thì nó hiển thị ở đây luôn. Và cái à, thứ hạng ranking của bạn ở đây nha. Ví dụ như mình đang ở cái cấp độ bạc. Và ở thứ hạng thứ 59.000. Thì anh em chơi nhiều vào để tăng được cái thứ hạng của chúng ta càng cao càng tốt. Đấy. Ngoài ra thì ở đây nó có cái câu lạc bộ này Câu lạc bộ này các bạn ấn vào đây thì các bạn có thể thấy là Ví dụ mình đang tham gia cái câu lạc bộ Cartesian Katizen của nó Và Cartesian của nó thì hiện tại đang có hơn 11.000 thành viên Đấy, Hơn 11.000 player Rất là nhiều tham gia, rất là nhiều người Đó Ok chưa ạ thì đấy là cái cách chơi cơ bản của con game nuôi mèo này thì anh em vào và treo máy và sau đó thì ghép ra những con mèo. Ngoài ra thì còn có nó một con chức năng fishing tức là chúng ta đi câu cá nữa này, đây này. Đó thì anh em có thể uh, câu bằng cách nhấn start Đó, sau đó Andrea để có thể câu đấy thì anh em sẽ câu ra này câu ra những cái phần thưởng này đó anh em nhấn câu và nhận một phần thưởng này đấy. đó Cái này thì về những cái thông số cụ thể ở đây thì mình sẽ cố gắng update cho anh em về cái mục câu cá này ở một cái video riêng nhé Còn không thì anh em có thể tự vào tìm hiểu xem về chúng ta cái cái việc là chúng ta câu như thế nào và cách thức câu Đó còn lại thì mình đang review cơ bản cho các bạn về những cái mục cần thiết ở trong con game này Đấy ngoài ra thì các bạn có thể vào feed này để có thể mua ra những con mèo ở cái level 1 chúng ta mua free Đó mèo level 2 thì chúng ta tốn này và ở cái level càng cao ấy thì các bạn sẽ cần phải có những cái 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 poi càng cao để các bạn mua ra những con mèo có cấp độ càng cao. Đấy. Đấy anh em có thể xem ở trong này nhá. Đó, mèo càng cao thì anh em mua mua càng cao. Đấy và cái điều quan trọng là những con mèo có level cao ấy thì tốc độ khai thác của chúng nó càng nhanh nhá, nhanh khủng khiếp luôn. Để em nhớ nha, vào nha, ghép nha, ghép mèo ra nha để tăng được cái level của chúng ta lên. Hiện tại thì mình đã có một con mèo cao nhất là level 9 này. Nó cứ thế mà ghép thôi, nó cũng không khó đâu. Nó không khó đâu anh em nhá. em ghép thoải mái ra đây này. Đây mình khả năng mình sẽ ghép lên một con mèo được level cao hơn nữa đây rồi này. Đấy, hai con mèo level 8 này, đấy ghép năm con mèo level 9 này. Ok, tốc độ khai thác cũng sẽ tăng lên rất là cao. Đó, anh em confirm và và cố gắng tham gia hàng ngày nhá. Còn những cái gì update mới nhất thì mình sẽ cố gắng làm video thật là sớm cho các bạn. Nhớ nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được theo dõi những dự án mới nhất uy tín và chất lượng đến từ channel của mình nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.